xin chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Em chào chị Uyên. Chị Uyên ở quận mấy chị? Bình Tân. Quý khách ơi, hôm nay là có chị Uyên ở quận Bình Tân. Hôm nay chị Uyên ghé ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là 3 chiếc vòng và 1 cái lắc nha, hàng siêu phẩm nha. Tất cả những món hàng chị lựa đều là hàng siêu phẩm của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Qua em với quý khách này, vòng bảng kim tiền lộng bi rất là đẹp luôn ạ. Xuất sắc luôn. 6 hàng. Cái này là 6 hàng bi lớn nha quý khách nha. Nhà em là từ 1 hàng cho đến 8 hàng nha quý khách. Có đầy đủ các len luôn à, rất là đẹp luôn nè. Bi 3 màu nha, làm theo công nghệ mẫu Ý, móc máy rất là sáng luôn. Kim tiền lộng bi 3 màu. Quá đẹp. Cái vòng này trọng lượng của nó không đó là 2 lượng mấy nha quý khách nha. Đây, tiếp theo là một cái vòng Pandora full charm. Cái này là hàng thiết kế của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Lúc trước là cái hàng này về là chỉ có charm mấy cái này thôi. Còn trên này không có charm, nhưng mà bên em là thiết kế thêm cái dạng charm này cho khách có nhu cầu thích nhiều charm nè. Làm rất là đẹp luôn ha. Vòng full charm. Cân lắm, dễ thương cực kỳ luôn, cũng là si 3 màu Ý luôn nha. Hàng móc máy bi nè. Rất là xinh. Một cái dòng bi lò xo, bi lò xo kim tiền. Cái này là bộ luôn nha quý khách nha. Nhà em là có vòng nhẫn mặt và bông tai cả bộ luôn à, một màu và ba màu. Cái này là dạng lò xo nè, xinh lắm, dễ thương cực kỳ. Trụ cái tấm nè, kết lại ha, nhìn rất là tinh tế luôn à. Và siêu phẩm cuối cùng là một cái lắc charm hoa mai. Đây, lắc charm bi hoa mai nè. Từng cái hoa mai nó kết tấm hai mặt nha. Bi là từng mà bi trắng, bi vàng, bi hồng, ba màu. Đây, hai mặt của nó là hoa mai đều kết tấm hết à. Xuất sắc luôn. Quá đẹp. Tổng giá trị những sản phẩm hôm nay mà chị ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là 129.500.000 đồng nha quý khách nha. Rồi, cái này là em bỏ tầng cái hộp cho chị luôn ha. Em rất là cảm ơn chị. Cảm ơn chị hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em ạ. Chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Em chào chị Diễm Lê, chị ở quận mấy chị? Chị ở quận 9. Quận 9. Hôm nay là có chị Lê ở quận 9 quý khách ha. Chị Lê ghé ủng hộ em là 4 bộ xi men nè, một đôi bông và một chiếc nhẫn nha quý khách. Đây, xi men đeo đẹp lắm quý khách ơi. Xi men bản chữ. Này là bản 2.5 ly ha. Có khắc chữ Love You Forever nha quý khách nha. Đẹp lắm quý khách ơi. Đây, còn mấy dòng em đeo đưa cho chị ha. Có xuất sắc. Bản 2.5 ly nè, đeo cái cọng nó thanh nhé, dễ thương. Tay đeo điều y 4 bộ luôn nha quý khách. Một bộ này tương đương của nó là cỡ tầm 4 chỉ hơn. Điều tay, trời ơi. Sáng kia quý khách thấy sen kẻ chữ rất là đẹp nha. Dễ thương lắm luôn á. Sen kẻ chữ nhìn cưng quá trời nè. 4 bộ. Rồi, tiếp theo là một đôi bông thương hiệu Hermès. Bông toàn ten nha, cái dạng này nó toàn ten rơi rơi nhẹ nhẹ vừa phải thôi nha quý khách nha. Đẹp chưa? Bông hàng đúc nha. Siêu phẩm quý khách ơi. Nhẹ nhàng dễ đeo lắm, rất là dễ thương luôn. Này, em đeo cho chị luôn nha. Một bạn cái bông còn 18k bạn nào vậy? Ôi, cái trên tay của chị nó dày á. Cái trên tay đem mấy dạng bông này nó ôm tay. Một bạn cái nữ bạn nào luôn. Còn mình cái nữ. Các bạn bán hàng cho các bạn nhớ là thôi. Đó, kêu cái kịch. Quá đẹp. Và tiếp theo là một chiếc nhẫn cái châu. Nhẫn châu này là hàng cỡ chỉ máy nha quý khách nha. Rất là xinh luôn, nhẹ nhàng dễ đeo, đeo chung với bộ. Cái này mua của em đúng không ạ? Đó, hôm nay là đeo tậu em nhẫn về là đeo bộ luôn. Nó xuất sắc. Bên này là thêm một chiếc nhẫn hột cao như vậy, nó là đẹp lắm nha chị. Nó là vô bộ luôn. Dạ, chủ nhật hàng tuần. Dạ. Rồi ngày mai cô Lê kiếm mua nha. Rồi, em rất là cảm ơn chị Lê. Cảm ơn chị hôm nay đã đến và ủng hộ tiệm em nha. Chào chị Lâm nha. Dạ. Quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Sáng hôm nay là Kim Thành Thảo có lọc ở Long An à. Hôm nay là có chị Ngọc Dung. Chị lên tiệm vàng Kim Thành Thảo ủng hộ chị em là một cái vòng và một cái lắc nha quý khách nha. Đây, vòng siêu phẩm của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Vòng bảng caro nha. Bảng caro móc máy đều. Vòng bảng này cao 9 phân nha quý khách. Đợt này là em về loại 9 phân à. Rất là đẹp luôn nha. Và nhà em vẫn về thêm cái lô từ 4.5, 6.5 cho đến 9 phân nha quý anh chị. Cái vòng này trọng lượng của nó là 9 chỉ hơn gần 1 lượng nè. Và trọng lượng là theo ni tay nha quý khách nha.
ni tay nhỏ, cái củ tay của mình nhỏ thì trọng lượng ni tay nhỏ thì trọng lượng nó sẽ nhẹ hơn, còn ni tay lớn thì trọng lượng nó sẽ nặng lên xíu ha. Đó, nó không có đều được, rất là đẹp luôn. Em đeo qua cho chị luôn ha. Vậy là sáng anh chở chị lên đây hả? Đi bên mấy tiếng đồng hồ? Đi xe máy lên. Rất là đẹp không quý khách? Tay chị nó rất là tròn á, cho nên thành ra đeo cái vòng vừa vặn đẹp luôn. Rồi, siêu phẩm tiếp theo là một cái lắc. Lắc này đẹp lắm nha quý khách nha. Lắc, quý khách nhìn nè. À, cái lắc này là dạng hai cái hình thoi ghép nha, nó làm kết cái hình dạng chà neo nè, xuất sắc luôn ha. Cái tấm mà vừa làm trơn luôn ạ. Đai nè, đai móc máy rất là đẹp ha. À, cái lắc này là hàng đúc nha, ba chỉ hơn à. Em đeo cho chị luôn nha. Nhà em hôm nay mới về lô nhẫn đẹp lắm, chị đổi nhẫn rồi chị đeo đi. Đổi nhẫn đi, đẹp lắm. Dạ, quá xuất sắc không quý khách. Vừa vặn cái tay, dễ thương ghê luôn á. À, tổng hai giá trị mà hôm nay chị ủng hộ tiệm là 48.800.000 ha. Rồi, em rất là cảm ơn chị Ngọc Dung. Cảm ơn chị hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em nha. Dạ, chiều hôm nay là có cô Điệp ghé tiệm vàng Kim Hình Thảo ha. Dạ, cô Điệp cô ở quận mấy ạ? Bình Tân, quận Bình Tân. Cô Điệp ở quận Bình Tân hôm nay là ghé ủng hộ em là một sợi dây đút hàng chất lượng luôn nha quý khách nha. Đẹp lắm quý khách ơi. Đẹp xuất sắc luôn nha. Dây này là dây thẻ móc máy nha. Dây thẻ móc máy à. Cái này dây này là gần 2 lượng nha quý khách nha. Một lượng chín mấy, gần 2 lượng. Đẹp lắm quý khách ơi. Cái này độ dài nó đeo vừa phải luôn nha, sáng chiếu luôn. Đây cái thành, từng cái thẻ, cái thành của nó rất là dày nha. Cái này là dây đúc đặc kẹo nha quý khách. Đó, móc máy hai mặt luôn à, rất là đẹp. Này đeo cho cô nha. Đeo cho cô đẹp lắm nha. Trời ơi, quý khách nhìn nè, đẹp chưa? Vừa đeo vừa phải nha. Đó, rất là sáng luôn. Và cái hàng đúc này nó gom lại nè, nó làm đúc đậm mà nó gom lại, cái bản nó cũng nhỏ vừa phải thôi, chứ nó không có bờ, không có khô trương quá. Rất là đẹp luôn ha, nhỏ nhỏ mà chất lượng. Sợi dây này giá trị của nó là 69.200.000 nha quý khách. Rồi, con cảm ơn cô Điệp nhiều. Cảm ơn cô hôm nay đã đến ủng hộ tiệm con nha. Chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. À, trưa hôm nay là có gia đình của anh Minh nè. Hôm nay là hai mẹ con của anh Minh ghé tiệm vàng Kim Thành Thảo sắm vàng cưới nha quý khách nha. Một bộ vàng cưới của anh và cô mua gồm có kiền nè, cặp vòng, lắc, dây, bông tai và nhẫn ha. Có đầy đủ hết tất cả luôn á quý khách ơi. Đầu tiên là một cái kiền ạ. Rất là đẹp luôn nè. Kiền này là kiền chạm hoa mai nha quý khách. Kiền dẹp chạm hoa mai. Kiền 5 chỉ nha quý khách nha. Rất là đẹp luôn ạ. Xuất sắc. Chạm rất là rõ nét từng chi tiết luôn ha. À, một cặp vòng tay đây. Cặp vòng tay là mỗi chiếc là 2 chỉ ạ. Đều chạm hoa văn luôn. Đẹp lắm. Cái gì này là dạng mo nha quý khách nha. Một cái lắc. Này là lắc bản ha. Lắc bản mo, cắt máy rất là sáng nha quý khách ơi. Lắc bản mo là thẻ vuông nha. Dây và mặt đây. Dây này là dây hàng mẫu mới nha quý khách nha. Đây là dây đúc đặc luôn ạ. Dây cánh cam Đài Loan. Đúc luôn nha. Dây cánh cam Đài Loan à. Và một cái mặt trái tim ạ. Cái dây này quá xuất sắc quý khách ơi. Hàng đúc đặc luôn nha. Tiếp theo là một đôi bông hoa mai. Bông hoa mai đây ạ. Bông hoa mai toàn ten dựng lá nha. Cô dâu đeo toàn ten thì lên rất là đẹp luôn quý khách ơi. Rồi livestream có bớt không bạn? Rồi cuối cùng là một chiếc nhẫn ạ. Nhẫn này cũng là hàng vừa về của tiệm vàng Kim Thành Thảo. Nhẫn này là nhẫn rồng 5D ạ. Rồng 5D nha, dập nổi luôn ạ.
Cái form này là em vừa mới nhập một lô hàng về từ 5 chỉ cho đến 2 lượng quý khách nha. 2 lượng rưỡi luôn. Rất là sáng nha. Đây là có chạm chữ Phước à. Đó. Rồi, tổng những giá trị mà hôm nay anh và cô mua ủng hộ tiệm là cỡ khoảng 3 lượng vàng hơn nha quý khách nha. Giá trị là 169.800.000. Rồi, cái này con gói cho cô luôn ha. Con rất là cảm ơn gia đình của cô ạ. Cảm ơn gia đình cô hôm nay đã đến và ủng hộ tiệm con.